Xin chào các bạn, hôm nay Đức Pháp xin giới thiệu sản phẩm giá treo máy chiếu đa năng. Sản phẩm được thiết kế khá gọn gàng. Bên trong sản phẩm bao gồm thân giá treo, tay để bắt vào máy chiếu, bát bắt lên trần hoặc tường, cùm khung treo và phụ kiện đính kèm. Xin chào các bạn, bữa nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp ráp bộ khung treo máy chiếu đa năng. Bước đầu mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp cái cùm bốn chân vào cái thân của máy chiếu. Ở đây mình có một cái máy chiếu Panasonic 1807 HD. Ở đây cái cùm của mình đa năng thì mình sẽ có bốn chân, thì thường trên thân máy chiếu mà tùy theo máy nó sẽ có loại có 3 chân hoặc 4 chân. Mình sẽ thường thường ở đây thì nó sẽ có 3 cái chân nên nhưng mà mình 4 chân nhưng mà mình sẽ sử dụng 3 chân để mình cắm vô trên thân máy. Sẽ có lông đèn, mình có thể chim lông đèn vô. Nếu mà những con ốc nào mà các bạn bắt mà nó không sát vô được. Để các bạn lắp xong, các bạn sẽ siết chặt những cái con ốc bắt của nó đây. Đó, sau khi các bạn siết chặt cái như thế này là siết chặt này, cái này nó sẽ không đưa được, nó cố định đó, đúng không? Những cái nè, cái này rồi, mình đã hoàn thành cách lắp cái đế bốn chân vào thân của máy chiếu. Thì tùy theo những máy chiếu nó sẽ có những cái lỗ khác nhau thì các bạn có thể đưa ra đưa vào siết nó đa năng. Rồi, sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lắp cái thân vào cái cùm của máy chiếu. Đây, tháo cái thân ra kéo xuống, ta thấy bốn lỗ đó, mình lên hoặc xuống tùy theo kích thước của cái trần và cái kích thước độ dài của cái máy chiếu xuống tùy theo các bạn cái cố định là lúc bạn bấm cái bát này lên trần tùy theo trần bốn lỗ. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lắp cái thân cái cùm vào cái thân của khung treo. Khung treo bên mình thì nó sẽ có thêm một cái tính năng nữa, đó là mình có thể bắt ngang được. Để thẳng thì bạn có bắt từ chân trần đi xuống, còn để ngang thì các bạn có thể bắt từ chân tường đi ra. Đây, ở đây mình sẽ có ba lỗ nó sẽ cơ động. Một, các bạn bắt thẳng như vậy siết ốc đi. Hai, đó là các bạn sẽ bắt ngang. Rồi các bạn như thế này, các bạn sẽ bắt thành trần thì trần cố định thì tùy theo cái kích thước của máy các bạn gác lên, gác cái này
Giới thiệu cái khả năng mà nó nghiêng ngửa 15 độ luôn không? Tại sao mà nó khung treo của mình siết chặt thì máy của mình, khung của mình nó sẽ nghiêng qua, nó xuống lên, có thể lên xuống 15 độ. Đó.